Như video bữa trước thì mình có hướng dẫn các bạn hướng dẫn mọi người cái cách buộc cái lưỡi câu. Đây là theo cái cách của mình ha. Thì hôm nay đến cái phần mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách buộc squiggle. Tên tên tiếng Anh nhé. Tiếng Việt nó giống kiểu như cái đầu nối ấy. Đây này. Thì ở đây nó có hai loại. Một loại là một đầu trên và một đầu dưới. Một loại là chạc 3 chia làm 3 đây. Đấy. 3 hướng. Mình thì mình không thích dùng cái này. Đấy. Mặc dù mình có nhưng mình không thích dùng. Đấy, mà mình thích dùng cái này. Đấy. Thích dùng cái hai đầu này thôi. Cái này thì cái đầu trên mình sẽ móc vào một cái mình sẽ set up cái line. Mình sẽ set up cái line thì cái đầu trên là nó cũng có hai cái móc như này. Đấy. Cái này nó sẽ móc vào cái đầu của cái cần câu. Đầu của cái cần câu. Thì đây nó sẽ có một cái móc này. Cái móc này mình sẽ cho vào đây. Đấy. Sau đó mình gài lại. Cái phần dưới này là phần dưới mình sẽ buộc cái leader. Đấy. Đấy. Phần lưỡi câu rồi chì mình sẽ buộc phần dưới này. Tại sao mình hay làm cái này? Bởi vì trong trường hợp ví dụ như mình có bị mắc vào đá hay bị mắc vào rong mà mình không giật được lên, trong trường hợp đó bắt buộc mình phải kéo để cho nó đứt cái leader này đi. Thì lúc đó thường là cái móc này và cái dây cước của mình nó không bị đứt mà nó chỉ bị đứt ở cái leader thôi. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn tập trung và hướng dẫn cái buộc cái cách buộc cái dây leader này. Thì cái dây leader ấy, thì mọi người hay dùng cái loại dây 10 pounds. Đấy. Còn mình thì mình hay dùng cái 15 pounds. Thấy không? Đây số 15 đây này. Đấy. Thì nó rơi vào tầm 6,8 kg. Cái lý do tại sao mình lại dùng 15 pound tại vì 15 pound mình cảm thấy nó chắc hơn. Đấy. Khi mà nó mắc vào rong hoặc vào đá, nhiều khi mình giật nó vẫn ra, mình không bị mất chì, không bị mất cước. Nhưng nếu như cái loại mà 10 pound là đảm bảo nếu chỉ cần mắc nhẹ thôi mình giật lỡ ngỡ là cũng mất chì mất cước. Đấy, mất cái leader. Đấy. Thì cái dây này của mình đấy, khi mà mắc vào đá thường á, là mình không bị mất. Mà hiện nay là mình chưa chưa để bị mất lần nào cả. À, mình câu lâu lắm rồi mà mình không bị mất. Thì bây giờ cái cách buộc làm sao? Đấy, thì cũng giống như cái video bữa trước mình làm thì cái này nhé, đây là cái dây này, cái đầu cước đây, mình sẽ gập lại khoảng tính ra khoảng một đốt ngón tay đấy. Đấy. Để mình lấy cái đầu này, đấy. Sau đó mình sẽ xỏ vào cái lỗ của cái swivel đây, xỏ vào, ok. Sau khi xỏ vào rồi nhé, mình bắt đầu buộc. Buộc thôi. Thế. Mình luồn. Buộc vào, xong kéo thế này, đúng không? Đấy. Tuy nhiên nếu như mà mình chỉ có như thế này mình buộc mà đến lúc mà mình giật được cá là mất luôn. Mất luôn cả cá, mất luôn cả cước, cả mồi, cả chì, đại ý thế. Đấy, thì cái đầu thừa đây. Mình để vào đây, lấy cái nền tối cho nó dễ nhìn. Mình sẽ luồn cái swivel qua cái đầu thừa này. Đó. Sau đó mình bắt đầu mình mới kéo. Đấy. Đấy. Đây thì về cơ bản đây, đấy là mình đã buộc xong cái swivel.
Sau khi buộc xong như này rồi, ok, thì cái đầu thừa này dùng cái kìm, cái kéo cắt đi. Như vậy là đã xong. Thế là mình đã có cái swivel, ok. Thì đấy là cái phần cái cách buộc cái swivel, cái đầu nối giữa cái leader lines với cái cần câu của mình. Đấy. Chào các bạn, hẹn gặp các bạn ở trong cái phần fish lock tiếp theo.